Thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ nối tiếp cho biết ban vận động tái tranh cử của Tổng thống Trump đã tìm cách khai thác tình yêu nước của ủng hộ viên. Cách đây 2 tuần thì những lời lẽ tấn công rất mạnh mẽ và kỳ thị của Tổng thống Trump nhắm vào 4 nữ dân biểu trẻ của Dân Chủ đã làm chính ngay trong các cố vấn hàng đầu của ông không biết phải phản ứng ra sao. Tuy nhiên, họ đã rút ra kết luận là đòn tấn công bất ngờ của Tổng thống Trump đã có hiệu quả tích cực trong giới những người ủng hộ ông, tức thành phần lao động da trắng mà ông hy vọng sẽ giúp ông tái đắc cử vào năm 2020. Mặc dù Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu ra nghị quyết lên án giọng điệu phân biệt chủng tộc trong các tweet của Tổng thống Trump, ban vận động tranh cử của Tổng thống đang cố tung ra nỗ lực bảo vệ ông và biến các lời tấn công của ông thành vũ khí chính trị có lợi. Các nhà quan sát cho biết Tổng thống Trump đang tái sử dụng chiến thuật từng đã làm vào năm 2016 nhắm vào cử tri của các tiểu bang xoay chiều của vùng Trung Tây Hoa Kỳ.